Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Tiếp tục video là mở hộp khui hàng để đăng lên kênh chia sẻ cùng em xem qua ha. Đó thì đây là cái đơn hàng là những cái đồng hồ đo vôn kế bên AC nhé anh em. Đó thì với giá tiền là 71.000 đó, thì cái thông tin sản phẩm ở bên shop ngay cả người mua thì tôi không có nêu lên phần đó ha. Đó rồi, để khui ra. Tại vì tôi thấy như thế này anh em, mà những cái thiết bị là căn đông đo đếm bên DC hay là AC gì cũng vậy, chúng ta nên có một vài cái đồng hồ để chúng ta kiểm tra cái áp, ngay cả bên cái áp hệ thống lưu trữ điện năng lượng mặt trời chúng ta, như là những cái đồng hồ đo vôn kế DC đó anh em. Đó. Đó, những cái đồng hồ đo vôn kế DC thì cái điện áp dao động đo nó rất là nhiều, nó ví dụ như có những cái nó đo từ 0 đến 100V bên DC anh em, còn những cái đồng hồ mà đo vôn kế bên AC cũng vậy, thì nó phải có cái điện áp dao động đo ví dụ như là từ 170 đến 250V. Đó thì đây là cái sản phẩm hai chiếc đồng hồ ha. Hai chiếc đồng hồ, tôi mua hai cái đồng hồ đó. Rồi, chỉ có vậy thôi. Rồi bây giờ để khui ra một cái nha. Đó thì tôi sẽ lắp vô luôn để cho anh em mình xem luôn nha. Đấy, cái chiếc đồng hồ nó như thế này anh em, nó cũng giống na ná như là bên những cái đồng hồ đo DC thôi. Đó, hai dây nha. Rồi ok anh em lưu ý nha, những cái đồng hồ đo vôn kế bên AC khác còn bên DC khác nha. Đó, những cái đồng hồ này mà mình đo vào cái hệ thống điện DC thì không bao giờ nó hiển thị ha. Đó, ngay cả cái những cái đồng hồ đo vôn kế bên DC cũng vậy, mình đem đo bên điện AC thì không được nha. Lưu ý ở chỗ đó, khi mà chúng ta mua sản phẩm á, anh em mà mua sản phẩm thì anh em hãy xem kỹ cái phần mà thông tin á, thông tin của sản phẩm rồi anh em hãy mua ha. Đó. Rồi đây có cái ổ điện này là ổ điện bên điện lưới nha anh em. Đó thì tôi sẽ đưa nó vào đây cho anh em xem nữa ha. Đây 237V nha. Đó. Rồi. Ở đây á thì cũng có một cái ổ điện. Điện này á là điện bên năng lượng mặt trời, khi mà điện này là điện xoay chiều rồi lên 220V, nhưng mà bên hệ thống điện năng lượng mặt trời đã xoay lên thì hai trăm ba mươi chín vôn. Nó 229 là 230V. Đó. Rồi, cái này nó đo rất là chính xác anh em, tại vì ở đây nè cái con kít để cho anh em xem cái điện áp 200 mấy của con kít này đó, 229V. Vậy là cái đo nó rất là, cái độ chính xác nó hình như là 99,9% so với cái đồng hồ đo vôn AC trên cái con kít của tôi. Tại vì cái con kít này lúc nào nó cũng hiện là cái điện thế bên 220V đó là đúng 229V. Đó nha anh em, như hồi nãy tôi mới vừa đưa vào cái bên là cái điện, tại vì cái ổ chui này là điện bên năng lượng mặt trời đó, thì tôi đưa vào cho anh em xem thì anh em thấy là cái số nó đo như vậy là nó đo rất là trùng khớp.
Đó, 229V ha. Ok. Bên điện lưới á thì tôi đo anh em thấy nha. Điện lưới thì hình như là 237V. Cái vôn của điện lưới á, nó cao hơn, nhưng mà cái điện lưới á, nếu mà mình ở quá xa, khi mà quá xa cái bình hạ thế đấy anh em, khi mà giờ cao điểm á, mình sử dụng nhiều quá, gia đình sử dụng nhiều quá, thì cái áp đó, cái số áp đó nó bị tuột đi nha anh em. Đó, nó bị tuột đi đó, nó bị tuột đi nhầm khi nó tuột còn có 190V à đó, nên điện lưới mà anh em kéo đường dây quá xa thì nó bị tuột đi cái von đó, nên nó dễ hỏng hóc các thiết bị điện trong gia đình của mình. Còn đối với những điện năng lượng mặt trời á, điện mà mình sử dụng từ kích nó xây lên á, nếu mà mình kéo đi xa nó cũng bị tuột áp, nhưng mà đối với hệ thống năng lượng mặt trời trong gia đình á, từ cái con kích cho mình kéo đi vòng vòng nhà, cái đường dây nó tầm 20-30 mét không mà không bao giờ nó tuột áp đó, nên mình sử dụng kích á, thì cái điện năng lượng mặt trời nó rất là an toàn, nó an toàn hơn bên điện lưới. Tại sao nó phải an toàn? Tại vì mình để kích trong nhà, mình kéo đi vòng vòng nhà nó không có ô xa, nên lúc nào cũng vậy, cái von á nó rất là chuẩn. Nó khi nào mình sử dụng quá tải kích thì kích nó ngắt nó cúp thôi à, chứ còn nếu mà mình sử dụng tải là có điện, là cái điện thế bên cái con kích nó xe lên, nó lúc nào nó cũng chuẩn, không bao giờ nó bị tuột. Đó là cái trường hợp là không phải là không bị tuột, là lý do mình kéo đường dây ngắn trong vòng vòng nhà đó, chứ mình kéo đi 500-600 mét nó cũng vẫn tuột như bên lưới đó, cái tình trạng như vậy. Nên mình sử dụng kích, nếu mà anh em đang sử dụng hệ thống điện năng lượng bên trong gia đình mà sử dụng kích thì rất an toàn bên cái app đó rồi. Thì cái đồng hồ này không phải tôi lắp, tôi đo bên cái hệ thống điện năng lượng mặt trời của mình, tại vì hệ thống bên năng lượng mặt trời thì ở bên đây nó có cái số áp bên điện 220 thì đã có rồi, nhưng mà tôi sẽ đo bên cái hệ thống bên điện lưới. Thì ở đây là có cái táp lô bên điện lưới nè đó ha. Đó, bên điện lưới thì tôi sẽ lắp cái đồng hồ nào vậy? Giờ ở đây để tôi kiểm tra cái số áp bên cái điện lưới ha. Đó, lúc nào nó tăng nó tuột như thế nào, tại vì từ cái điểm này mà đến cái bình hạ thế nó cũng qua tầm tầm khoảng trên 500 mét đó anh em à. Đó. Nhưng mà ở đây có hai gia đình xài thôi, tôi và con nhỏ em. Đó, nhỏ em á, nó bỏ ra tầm 42 triệu nó kéo cái đường điện lưới ha, mà điện tư nhân nha. Nó kéo nhưng mà tôi không có xài, chỉ mình nó xài thôi. Thì lúc cái bà xã tôi ở bệnh viện trả về rồi á, thì tôi mới điện về đứa em, là tôi nói đứa em là bây giờ phải cho vô điện, tôi phải vô điện để làm đám á, làm đám tang, chứ nếu bên hệ thống điện năng lượng mặt trời á, thì nó không có đủ để phục vụ trong cái đám tang đó, thì vô đến bây giờ luôn. Nhưng mà ít có khi sử dụng lắm, ít có sử dụng bên cái nguồn điện lưới này, chỉ sử dụng bên nguồn điện năng lượng mặt trời à. Điện lưới chỉ sử dụng riêng cho các cái bệnh như là cái máy giặt rồi đây mấy nồi chiên không dầu, hoặc là mấy cái này nè, tôi có kéo đường riêng qua đây đó để sử dụng bên điện lưới thôi. Rồi đây anh em à, tôi mới vừa lắp xong vào cái bảng táp lô ha. Đó, tôi lấy cái dao tôi phét đèn lộ vừa vuông giúp gắn cái đồng hồ vô đây. Đó, tôi bắt cái hai cọc sợi điện vào cái automat đây. Đó, automat chống giật đây. Là tôi đo bên cái điện lưới nha anh em. Đó, điện lưới bây giờ cái điện áp đó là 236, 37V đó ha. Đó, thì không phải á, những anh em mà sử dụng pin năng lượng mặt trời mới lắp đồng hồ đâu, ngay cả những cái gia đình á có sử dụng điện á, thì cũng có thể là tham khảo. Thì tôi nói đến đây không phải là quảng cáo sản phẩm đâu, nhưng mà ít nhất thì mình muốn biết được cái điện thế trong gia đình của mình á, nó có ổn định hay không. Những cái thiết bị này nó rất là dễ lắp đó anh em à. Đó, mua một cái về lắp để kiểm tra cái điện áp hay lúc mà giờ cao điểm á, xem nó có bị tuột áp hay không. Đó, nó rất là hay ho, tuy dài 30 ngàn một cái cách nó dễ lắp ha. Dây á, nó không có phân biệt là âm dương như bên cái điện DC này đó nha anh em. Đó, DC thì đòi hỏi là dây nào ra dây đó, còn bên những cái đồng hồ AC này anh em cứ đưa vào cổng nào nó cũng 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 hiển thị lên cái đồng hồ hết đó anh em à. Đó thì anh em có thể là hai công dân anh em nó thể lắp vào cái chui thế này, cái mình ghim vào cái ổ điện đó thì nó cũng hiển thị lên cái app đó. Nếu mà anh em mà không có chịu cực, anh em không có mà tháo ra lắp vô những cái nơi mà
cái dạng như mình làm cho nó có cái vẻ là thẩm mỹ hơn thì em có thể là gắn vào cái chu điện, ghim trực tiếp vào cái ổ điện á trong gia đình đó. Đó, ghim vào thì nó sẽ hiển thị lên cái số vôn đó. Rồi thì cái video này, trong cái nội dung video này thì chị chia sẻ mở hộp khui hàng những cái đồng hồ đo vôn kế pin 220V được đăng lên kênh Đam Mê Năng Lượng, chia sẻ cùng anh em xem qua và tham khảo cho vui thôi nhá. Nếu anh em mà tìm ở trên tại vì cái sản phẩm là tôi mua trên Shopee, nếu anh em tìm mà không ra thì có thể là comment với cái phần bình luận của video này thì nói tôi sẽ cho anh em cái đường link, thì anh em nhấp vào cái đường link đó để hiển thị lên anh em mua ha. Chứ tôi không có quảng cáo sản phẩm nên cái đường link tôi không có để sẵn trong cái video của tôi ha anh em. Đó, rất là hay ha. À, bữa hôm á, cách nay cũng vài tuần này tôi cũng khui hộp là hai cái đồng hồ đo vôn DC như thế này, tôi cũng lắp trực tiếp vào cái đường pin năng lượng mặt trời đi xuống rồi đó, lắp và nó hiển thị, nó báo áp cái tấm pin đó 37 chấm mấy vôn đó ha. Đó. Đó, đồng hồ này tôi nhiều lắm anh em mà. Đó, đây đây nữa nè, để mở cho anh em xem cách này mà đây có những cái đồng hồ mà tròn tròn anh em mà. Đó, mấy bữa nè. Đó, đồng hồ đo vôn DC mà loại mặt tròn này nữa nè anh em. Đó, mặt tròn nữa, mặt vuông, mặt tròn. Đó, tôi hay mua đó về, mình mua về cái để đó có sử dụng đó ở đây ha. Đó, nhiều lắm. Đây nè. Đó. Rồi, bây giờ thì tôi xin tạm dừng cái video này lại. Xin chân thành cảm ơn em rất nhiều nha.